Đường phố sau ngày ban hành chỉ thị 16 tại Hà Nội đã trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Các con đường không còn đông người qua lại. Có lẽ lúc này, các công dân thủ đô đang thực hiện phòng chống dịch tại nhà. Dẫu vậy, có một công trường đang được thi công nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cán bộ nhân viên thuộc tập đoàn Delta Group đang dốc sức xây dựng trung tâm hồi sức tích cực với sức chứa 500 giường bệnh tại 587 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Thách thức lớn đối với ban chỉ huy là vừa phải thiết kế, vừa thi công song song một công trình y tế đặc biệt. Một trung tâm hồi sức tích cực, quy mô hiện đại dành cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được xây mới hoàn toàn. Mọi chi tiết trong thiết kế thi công phải phù hợp với yêu cầu tránh lây nhiễm cao nhất. Bệnh viện được chia thành 3 khu, xanh, vàng, đỏ. Trong đó, khu xanh đảm bảo không nhiễm khuẩn. Khu vàng là khu dinh dưỡng, nghỉ ngơi, kho vật tư, thiết bị y tế. Và khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị ICU. Hệ thống kỹ thuật được tính toán công năng sử dụng bao gồm cả các hệ thống thiết bị, tiện ích y tế được lắp đặt tới tận giường bệnh. Khu đệm gồm 69 nhà tắm, khử khuẩn và nhiều không gian xanh cũng được quy hoạch, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngũ y tế chống dịch lâu dài. Thiết kế thi công gấp gáp buộc chúng tôi phải tập trung. Ngoài việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện hiện hành, chúng tôi còn phải đúc rút kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến đầu chữa COVID hiện nay. Thi công trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại ngõ 587 Tam Trinh, Hoàng Mai dự kiến chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nên nhịp độ công việc rất khẩn trương. Chạy đua với thời gian nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Công tác thi công được tổ chức khoa học, bài bản để không có bất cứ xung đột nào trên công trường. Hiện nay chúng tôi đã huy động 200 cán bộ kỹ sư, khoảng 1.000 công nhân và 25 đơn vị nhà thầu phụ đã thi công 3 ca ngày đêm liên tục để đáp ứng cái kế hoạch 30 ngày chúng tôi sẽ hoàn thành dự án. Đối với công trình ý nghĩa này, tất cả nhân lực các bên tham gia đều nhiệt tình ủng hộ, đảm bảo thi công công trình với chất lượng tiến độ cao nhất. Hiện tại chúng tôi đang tập trung gấp rút hoàn thành cái hệ thống cơ điện của block 3B này và sẽ hoàn thành ngay trong đêm nay để bàn giao cho hạng mục tiếp theo. Để thực hiện dự án này, các lãnh đạo, trưởng phòng ban và cán bộ nhân viên của Delta đã liên tục tiến hành họp online, bàn bạc để đảm bảo theo sát dự án và lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Chúng tôi đã phải điều phối nhịp nhàng, tính toán sát sao để làm sao tiến độ cung ứng của dự án được đảm bảo 24/24. Bên cạnh đấy, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp đã chia sẻ rất là nhiệt tình đối với tập đoàn Delta chúng tôi để đưa dự án về đích sớm nhất. Dù ở văn phòng hay công trường, họ là những con người có thể ăn cùng dự án, ngủ cùng dự án, không ngại việc, không ngại khó khăn để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Tính đến ngày 17 tháng 8 năm 2021, dự án Trung tâm Hồi sức Tích cực đã xây dựng được 70% hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, kết cấu nền móng, kết cấu thép và đang thi công hệ thống điện, điều hòa thông gió, công tác hoàn thiện các khối nhà và cảnh quan. Với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ và cái tâm hướng về cộng đồng của những con người Delta, dự án Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 sẽ sớm được hoàn thành, sẵn sàng cơ sở chống dịch cho cư dân thủ đô.